Em chào mọi người nhé. Sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng trên website tiểucay38.com. Trước tiên thì mọi người vào trình duyệt chốm. Và mọi người gõ tiểucay38.com. Ok. Thì đấy là trang chủ của tiểucay38. Thì ở dưới đây sẽ là có các danh mục sản phẩm. Ở đây em đã chia thành 4 mục: điều cay, thuốc lao và phụ kiện và điều cay order. Thì phụ kiện thì bao gồm nọ, miệng điệu, chân điệu và bao da nút nọ nhạc tan. Có nghĩa là tất cả các phụ kiện để làm nên một cái điệu. Và điều cay order là các cái điệu mà được khách hàng đặt trước. Thì em thấy màu mà đẹp nên là em đã giữ lại ảnh. Mọi người cần làm điều giống như trong ảnh thì mọi người nhắn tin qua Zalo cho em. Ở đây thì ở phía dưới góc thì sẽ có gọi điện nhắn tin chat Zalo hoặc là nhắn tin qua Messenger. Ví dụ như này. Ví dụ chat Zalo thì sẽ qua Zalo em luôn. Messenger cũng qua Messenger luôn mọi người nhé. Thì đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách đặt điều cay, đặt hàng ở trên trên web. Trước mắt mọi người sẽ vào danh mục điều cay. Ok. Ở đây thì thứ tư mặc định nên là nó sắp xếp hơi lộn xộn mọi người nhé. Mọi người sẽ ấn vào thứ tư mặc định, chọn cho em ở đây theo thứ tư giá từ thấp đến cao. Ok. Ở đây thì giá thấp nhất là 250.000. Và tiếp theo là 350, 370, 500.000 và tăng dần này mọi người nhá. Từng màu mạ, từng chất liệu. Thì ví dụ mình sẽ đặt cái điều dài, điều trục đan mây giá rẻ đây. Mình ấn vào đây. Đó. Thì ở đây sẽ có thông tin và video về sản phẩm. Mình sẽ ấn vào đây xem video đi. Đó. Thì ở đây điều sẽ là có hai màu, một màu đen và một màu đen vàng. Đúng không? Mình ví dụ mình sẽ thêm vào dấu hàng. Ok, đã thêm thành công nhá. Đây là đã thêm vào dấu hàng thành công. Thì mình muốn xem dấu hàng thì mình ở góc trái màn hình ở trên cao đây. Mình ấn vào đây và dấu hàng là sẽ ở dưới cùng đây. Ví dụ mình muốn trở về trang chủ, mình ấn ở trên logo đây, ở giữa màn hình. Đó. Mua điều xong mình, ví dụ mình cần mua thuốc lao thì mình ấn vào danh mục thuốc lao em phê ở đây. Đó. Và từ thấp đến cao. Ở đây thì gói nhỏ nhất thuộc lao loại 1, gói nhỏ nhất 50.000 trên 25g. Cái này em sẽ chia nhỏ cái gói một làng 200.000 ở đây. Ví dụ mình muốn trải nghiệm thử dòng em phê đúng không? Mình chọn 50.000 thôi. Đây mình ấn thêm vào giỏ hàng. Ok, đã thêm thành công. Và giờ mình muốn xem dấu hàng hoặc là mình muốn đặt hàng luôn á, thì mình ấn vào trên này và xuống dưới cùng dấu hàng. Sau khi mọi người thêm sản phẩm thuốc lao và điều cay vào dấu hàng rồi thì mình sẽ tiến hành thanh toán. Ở đấy thì số lượng là 2 gói thì nó sẽ là thành 100.000. Mình muốn mua một gói thì mình sẽ tích về một gói. Và đây sẽ là, đây vẫn còn hiện là cả điều và thuốc là 300.000, 350. Thì mình sẽ ấn có phần này là cập nhật dấu hàng. Mình ấn cập nhật dấu hàng thì tiền nó sẽ trở về là 300.000. Và mình sẽ tiến hành thanh toán. Tiến hành thanh toán thì đây thì là họ tên.
Nhập đầy đủ họ tên Nguyễn Văn B, ví dụ. Ok. Tiếp tục ở phía dưới đây mình sẽ nhập đầy đủ thông tin để em tiến hành gửi hàng mọi người nhé. Và đây sẽ là thông tin bổ sung. Lúc này là cái điều sẽ có hai màu, một màu đen và một màu đen vàng. Ví dụ mình sẽ lấy màu đen hoặc là màu đen vàng nhé. Thì mình sẽ viết thông tin này là viết ghi chủ vào đây. Như shop đóng giúp mình cây điều màu đen vàng. Ok. Thì sẽ tiến hành đặt hàng ở đây. Ấn đặt hàng. Ok. Đó. Sẽ có một mã đơn hàng về Gmail của em. Đây mã đơn hàng ở đây. Đó. Sau khi mọi người đặt hàng thì sẽ có mã đơn hàng gửi về và em sẽ tiến hành đóng hàng gửi đi cho mọi người nhé. Với đơn hàng dưới 1 triệu thì mọi người sẽ phải gửi thêm 30.000 tiền ship. Còn đơn hàng trên 1 triệu thì em sẽ miễn phí ship cho mọi người. Xong, đây là cách đặt hàng, cách đặt điệu cay và thuốc lao. Tiếp tục mình sẽ trở về trang chủ. Đó, đây là mình kéo xuống tiếp, đây là sản phẩm được khách hàng sử dụng nhiều nhất. Để mọi người cứ ấn vào tham khảo, có video và hình ảnh đầy đủ mọi người nhé. Ở đây sẽ là điều cây order. Thì đây có một số màu. Còn rất nhiều màu em còn chưa có thời gian đăng lên hết được. Ví dụ mình sẽ vào phần điều rút các tên lên điều nhá. Mình nhấn vào đây. Đây sẽ là một cái điều hoàn thiện sẽ có giá là 1.100.000 và đầy đủ một combo điều và bòi giá. Đây, điều là có miệng nỏ và đế là bằng ngọc cùng một màu màu đỏ. Mọi người có thể đặt màu khác hoặc là nội dung thì mọi người sẽ ấn vào yêu cầu tư vấn. Nhân viên sẽ gọi điện tư vấn cụ thể bằng mọi người ấn vào đây. Ví dụ anh thì anh, chị thì chị. Ok, chọn anh nhé. Nguyễn Văn B, số điện thoại 0944 86866, địa chỉ Gmail không bắt buộc. Địa chỉ thì ví dụ địa chỉ nhà. Ok, ghi đầy đủ thông tin mà ghi chủ đơn hàng thì nhờ shop liên hệ sớm giúp mình nhé. Ok, mình sẽ đặt hàng. Đó, và cũng sẽ có mã đơn hàng. Sau khi mọi người nhắn tin thì em sẽ nhận được một mã đơn hàng. Và em sẽ, đây, có lưu ý đây, mình sẽ tiến hành gọi điện và làm việc với các bạn. Hoặc là các bạn sẽ ấn vào phần dưới cùng, các bạn chụp ảnh màn hình lại, hoặc là ấn vào cái phần dưới cùng ở đây chat Zalo hoặc là chat qua Messenger. Ví dụ mà mọi người ấn vào Messenger thì sẽ là qua Facebook của em là Nguyễn Danh Vũ ở đây. Hoặc là mọi người ấn vào chat Zalo thì cũng có ở đây luôn. Đó. Tiếp tục trở về trang chủ. Ở dưới đây thì có một số video clip vui ở shop và các bài viết hướng dẫn mọi người cách lập nổ điệu đúng cách, ví dụ đó, hoặc là địa điểm, các địa điểm bán hàng này đầy đủ. Và ở dưới đây là sẽ là danh sách các điểm bán hàng. Đây, cơ sở 1, cơ sở 2, cơ sở 3, cơ sở 4, cơ sở 5. Có số điện thoại đầy đủ mọi người nhé. Mọi người ai ở gần chỗ nào thì ghé cùng ngô shop em với. Còn đây sẽ là có ở Nhật Bản thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo
số điện thoại đấy, gặp bạn Hoàng đó. Ở cái chỗ danh mục sản phẩm ở phần điếu cày thì ở đây tất cả các điếu cày thì em đều bỏ vào trong danh mục điếu cày đấy. Ví dụ mọi người muốn xem điếu rút hoặc là điếu dài riêng biệt thì mọi người ấn vào phần trái ở trên cao đây, ấn vào đây và sẽ chọn là điếu cày, điếu dài hoặc điếu cày điếu rút. Mọi người ví dụ ấn chọn điếu dài đúng không? Đó, đây sẽ là chuyến điếu dài. Và mọi người ấn vào đây. Và điếu cày, điếu rút thì sẽ chọn điếu rút. Đó, chuyến toàn bộ tất cả các điếu rút ở đây. Đó, ok. Mọi người có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là đặt hàng ở qua trên trang web cũng được. Em chào mọi người nhé.